Xin chào các bạn, cô giáo Trang Elena đây. Năm 2018 là một năm đầy biến chuyển đối với Ayolo. Và những sự biến chuyển đó mang lại rất nhiều thách thức, nhưng đồng thời mang lại cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Chúng ta đã kích hoạt năm 2018 bằng một thử thách mà cô nghĩ chúng ta sẽ không thể nào quên. Đỉnh núi cao nhất Đông Dương Phan Xipang đã gọi tên đội ngũ Ayolo. Chúng ta đã vượt qua 18 km đường núi, ngâm chân mình trong nước lạnh gần 0 độ C trong suốt hơn chục tiếng liền, với một quyết tâm sắt đá sẽ chinh phục được đỉnh Phan Xipang. Mưa gió, bão bùng chỉ làm chúng ta mạnh mẽ hơn. Chúng ta đã có những giây phút thăng hoa bên cạnh nhau, cùng nướng ngô, cùng nhảy múa dưới lửa trại, cùng chào cờ trên đỉnh Phan Xipang và quẩy banh nắp trên đó. Đó sẽ là một phần tuổi trẻ, một phần ký ức trong suốt cuộc đời. Năm 2018 cũng là sự xuất hiện của một số thành viên mới mà tưởng chừng đã đi cùng chúng ta suốt ngàn năm. Cùng vỗ tay chào mừng Tâm, Hường ở đội R&D, Hưng và Thủy phòng marketing nhé. Khó khăn lắm chúng ta mới tìm thấy nhau và làm một mảnh ghép của nhau. Hãy nỗ lực hết mình để đây là phần rực rỡ nhất trong cuộc đời mỗi người nhé. Năm 2018 cũng là năm có rất nhiều sự kiện diễn ra cho học viên, thành viên để chúng ta gắn kết hơn, hiểu nhau hơn và trao giá trị cho nhau nhiều hơn. Xin cảm ơn những người đồng đội luôn kề vai sát cánh bên cô. Có người chọn cách ở lại, cũng có người đã ra đi. Nhưng cô vẫn muốn gửi tới một lời cảm ơn tới tất cả khi các bạn đã đến và ở bên cô để chúng ta cùng nhau chinh phục những chặng đường. Cảm ơn tất cả mọi người. Năm 2018 đã qua, năm 2019 đã tới. Cô xin gửi những lời chúc thân thương nhất từ những đồng đội của cô tại Ayolo. Những thành tựu mà Ayolo đang có và những mục tiêu to lớn sắp tới sẽ đều cần có bàn tay và khối óc của các bạn. Chúng ta là một đại gia đình, nơi những ước mơ được chắp cánh và những khát khao được thực hiện. Cô tin rằng một năm mới nữa lại đến. Cô chúc tất cả các bạn sẽ có sức khỏe, có luôn đầy niềm vui và luôn tin tưởng vào bản thân và đồng đội của mình. Hãy đặt ra những mục tiêu và kiên trì thực hiện nó, các bạn nhất định sẽ thành công. Và đại gia đình Ayolo sẽ luôn hiện diện và chung vui trong từng khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng đó. Hãy để năm 2019 trở thành năm rực rỡ nhất của chúng ta. Năm 2019, chúng ta hãy máu lửa hơn, hãy chiến hết mình để mang Ayolo đến tất cả mọi miền. Và cái tên Ayolo sẽ là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Cảm ơn các bạn. Happy New Year! Be thankful for the prior year and hopeful for the next year. Wishing you much prosperity, good health and good luck. Happy New Year!